độc đáo, câu cua núi bằng dây thun. Những câu chuyện kỳ lạ về thú cưng trên thế giới. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống đương đại của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chúng tôi là Đào Duy và Thu Hà. Rất vui được đồng hành cùng tất cả quý vị trong 30 phút phát sóng với những câu chuyện nóng hổi, những sự kiện đang được xã hội và dư luận quan tâm. Song song đó, các vấn đề đáng cảnh báo cùng những sự việc, câu chuyện thú vị, độc lạ về mọi mặt của đời sống dân sinh, cùng những giai thoại mang màu sắc nhân văn trong đời sống hôm nay cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong chương trình. Mở đầu chuyên mục chuyện lạ gần xa ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với núi Cấm ở An Giang để trải nghiệm cảm giác là câu cua núi hay còn gọi là cua đá có màu sắc đỏ tươi mà chúng ta sẽ câu bằng dây thun nhé. Và thưa quý vị, cua núi thì nhỏ hơn cua đồng, trên thân có gai nhỏ, chúng thường sống ở dưới các hốc đá, khe đá, men theo dòng suối hoặc là nằm sâu ở trong rừng. Dạ vâng ạ, vốn là một đặc sản trứ danh ở nóc nhà đồng bằng sông Cửu Long, nên cua núi luôn được người dân nơi đây săn lùng bởi thịt thơm ngon và giá bán rất cao. Dạ, vì vậy mà người dân nơi đây có thể sống khỏe nhờ nghề câu cua núi. Câu cua núi cũng vô cùng độc đáo, chỉ cần que tre, những sợi dây thun thì người dân đã có thể bắt được cua núi nằm sâu trong các hang, hốc đá ở núi Cấm. Mời quý vị cùng trải nghiệm nha. Gọi là câu cua, nhưng cần câu lại chẳng hề dùng lưỡi câu truyền thống, mà là dùng những sợi dây thun buộc lại thành chùm ngay đầu cành cây, có chiều dài khoảng 1,5 mét. Khi câu cua, anh Ngô Văn Châu chỉ cần cầm cành cây nhấp nhử trước hang. Cua thấy chùm dây thun tưởng mồi nên dùng càng kẹp bắt. Người câu cua chỉ cần giật mạnh là kéo được cua ra khỏi miệng hang. Anh Châu cho biết, khi vừa kéo được cua ra khỏi hang, anh cần đặc biệt nhanh tay và lẹ mắt để bắt cua, nếu không cua sẽ chạy đi mất hoặc kẹp chặt tay người bắt, vì chúng vốn nổi tiếng là loài cua đặc biệt khỏe, hung dữ và di chuyển rất nhanh. Thắt làm sao mà để cho cái đầu dây thun này nó có gai giống vậy nè. Khi mà mình đúc vô cái hang mình nhúc nhích là nó lắc nó cộng dây này nè, là con cua nó thấy nó chuyển động á. Cái nó chạy ra. Con cua không phải nó là thích cầm dây thun đâu, mà giống như cái này giống như là mình dụ nó vậy đó. Nó tưởng tượng nó giống như là cái này là cái miếng mồi vậy đó. Khi mình để ở hang đó, mình nhúc nhích chuyển động thì con cua nó tưởng nó như là một cái con vật gì nó ăn được, cái ở trong nó sẽ chạy ra nó kẹp. Giống như ông bà ngày trước nói mà mình khi mà chưa có dây thun, loại dây thun này á, thường người ta câu bằng cọng chuối cũng được nữa. Nhưng mà nó cọng chuối khi mình đúc vô hang thì mình chuyển động nó không được linh hoạt giống như cọng dây thun vậy. Khi bắt đầu vào mùa mưa, cua thường bò xuống các con suối kiếm ăn hoặc sinh sản. Thời gian này, người dân Thiên Cấm Sơn thường vào rừng câu cua kiếm thêm thu nhập. Tùy theo bữa giống như là cũng như là hên xui nữa. Đó mình đi câu mà mình gặp nhiều thì mình câu được nhiều. Đặc thù của nó là một hang nó chỉ ở một con thôi. Trong quá trình mình đi bắt á, dính mấy con cua nó đang ôm trứng, ôm con nó trong bụng á. Thì thường dân ở trên núi này người ta hầu như là người ta bắt được người ta sẽ thả cua đó, ta thả lại để cho mùa sau á nó lớn lên rồi tiếp tục người ta đi bắt nữa. Thịt nó ngọt với lại cái lượng thịt nó đầy. Nó không có ốm giống như cua mình đâu. Tới mùa của nó là bất cứ con cua nào mình bắt được, thịt nó cũng đầy cứng trong mình đó chứ. Nó không giống như cua đồng mà có lúc ốm, lúc mập. Được xem là một loại đặc sản vùng bảy núi và chỉ có nhiều nhất ở núi Cấm. Cua núi không chỉ có màu sắc đẹp, hình dáng bắt mắt mà còn nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon, thịt ngọt, chắc, đầy, nên được rất nhiều thực khách săn đón. Vào những ngày cua núi vào vụ, những người câu cua như anh Ngô Văn Châu kiếm được bộn tiền từ nghề này, thu về từ vài trăm ngàn đồng đến triệu đồng mỗi ngày. Tiếp theo mời quý vị cùng đến Thanh Hóa để khám phá mô hình nuôi ếch trên nhà bè. Thưa quý vị, mất 4 năm để gây dựng trại ếch trên ao cá. Vào năm 2017, ông Hoàng Như Đốc ở tỉnh Thanh Hóa mới thành công với mô hình này trên nhà bè rộng gần 500m². Mô hình nuôi thủy sản 2-1 lạ mắt này đã giúp ông thu về gần 2 tỷ đồng mỗi năm. Và ông Đốc cũng cho biết phải mất 4 năm thì gia đình của ông mới nuôi thành công mô hình. Và do thời gian đầu là do chưa có kinh nghiệm rồi dẫn đến ếch thì bệnh rồi chết hàng loạt, thất thoát gần 600 triệu đồng. Tuy nhiên không vì thế mà bỏ cuộc, ông quyết định vực dậy sau thất bại, tiếp tục học hỏi và gây dựng được mô hình nuôi ếch trên nhà bè thành công đầu tiên tại thành phố Thanh Hóa. Chọn con ếch làm đối tượng phát triển kinh tế gia đình từ năm 2003, ông Hoàng Như Đốc, ngụ phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, chỉ nuôi với quy mô nhỏ lẻ theo hình thức cắm cọc bằng tre luồng truyền thống, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Bằng sự sáng tạo và kinh nghiệm nuôi ếch tích lũy được, năm 2007, ông quyết định đầu tư làm nhà bè.
hàng khung lập mái che để nuôi ếch. Ông Đốc cho biết, nhờ cách làm này đã giúp ông giải quyết được những khó khăn về điều kiện môi trường, giảm thiểu thất thoát do ngập lụt và dễ thu hoạch hơn. Trên nhà bè rộng gần 500m², ông nuôi mỗi lứa gần 50.000 con, thu hoạch sau 75 ngày. Mỗi năm, ông nuôi từ 2 cho đến 3 lứa, xuất bán hơn 30 tấn ếch thương phẩm. Ngoài ra, ông còn tận dụng diện tích mặt nước sông Hồ và phế phẩm từ nuôi ếch để kết hợp nuôi cá rô phi, cá trắm, cá chép. Mô hình chăn nuôi kết hợp 2 trong 1 này đã giúp ông thu gần 2 tỷ đồng mỗi năm. Từ năm 2013 thì tôi bắt đầu nuôi cắm cọc, nuôi nhỏ lẻ thì kinh tế không cao, 10 chúng là phải lẩu xuống nước để nâng. Nhưng sau quá trình thì tham quan học hỏi rút kinh nghiệm thì tôi làm cái nhà bè và hàn khung lập mái che trên thì cho nó giảm bớt ánh nắng của mặt trời. Nước to thì tự dâng mà nước cạn là tự hạ xuống, tận dụng cái phân thừa bột thừa từ cái da ếch lột ra thì gia đình nó nuôi cá rô phi đen tính, cá chép, cá trắm. Như năm rồi sản lượng đó là đạt tương đối khá, còn thôi nào thì còn tỷ 8, chi phí hết thì nó nằm khoảng độ 400 mình. Ông Đốc chia sẻ, nuôi ếch thương phẩm theo hình thức nuôi lồng lưới trên bè nổi, mặc dù chi phí đầu tư cao nhưng bù lại có nhiều ưu điểm như thời gian thay khung lồng lâu, chỉ thay lưới 1 năm 1 lần, dễ nuôi, giảm công lao động, dễ vệ sinh. Trong quá trình nuôi ếch, người nuôi cần chú ý đến môi trường nước và liên tục theo dõi chuồng trại. Ngoài ra, để phòng trừ dịch bệnh và tăng sức đề kháng cho ếch, ông thường phối trộn thêm tỏi và lá nam vào thức ăn. Việc nuôi ếch bằng lồng lưới kết hợp nuôi cá dưới ao như gia đình ông Hoàng Như Đốc đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, mở ra hướng đi mới cho nông dân địa phương phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Những câu chuyện kỳ lạ trên thế giới về thú cưng sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chúng ta thường thấy thú cưng là những con vật dễ thương như là chó hay là mèo. Thế nhưng người đàn ông sau đây lại chọn một con thằn lằn như thế này để làm thú cưng. Là một họa sĩ, Matt Braid nhận nuôi một con rồng 6 chân, đặt tên cho nó là T-Rest. Chăm sóc nó như thú cưng nhỏ bé trong nhà. Anh Matt Braid, 38 tuổi, sinh sống ở Andover, Mỹ cho biết, con vật cưng nặng hơn 18 kg, dài hơn 1,8 m của anh, thích đi dạo chơi với những đứa trẻ 11 tuổi và 7 tuổi của gia đình. T-Rex rất thích tắm nắng ở ngoài sân nhà. Bữa ăn hàng ngày của nó bao gồm chuột, thỏ và gà, được lưu trữ trong một tủ đông lạnh riêng. Đôi khi, nó chui vào gầm cầu thang vào ban đêm để ngủ. Mỗi tuần, Matt chi khoảng gần 500.000 đồng để mua thức ăn cho nó. Còn tại Argentina thì một cặp đôi đã tìm thấy con chuột lang khổng lồ bị thương ở trên bãi biển. Cả hai đã quyết định là đưa con vật này về nhà để làm thú cưng. Anh chị Alejandra Villarruel và Marcelo Santiago ở thành phố Madero thuộc tỉnh Buenos Aires của Argentina bất ngờ tìm thấy con chuột lang bị thương trên bãi biển. Sau khi chữa trị, họ đã thả nó về một con suối, nhưng nó không chịu đi mà cứ bám theo. Cặp đôi đã nhận chú chuột lang thành thú cưng của mình, đặt tên là McLean. Nó thích được chủ vuốt ve và thức ăn chủ yếu của McLean là lúa mì và ngô. Chú chuột lang này cũng có khứu giác rất nhạy như những chú chó. Nó cũng có khả năng phát hiện nguy hiểm và cảnh báo cho chủ nhà. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng khám phá về Hyperloop, một công nghệ vận chuyển nhiều người và hàng hóa qua lại giữa các thành phố với thời gian tính bằng phút. Hyperloop, rất có thể bây giờ quý vị đã nghe thấy cái tên này rồi. Và nếu quý vị nào chưa biết thì xin được thông tin rằng Hyperloop là công nghệ có thể đưa con người đi xa hàng trăm cây số chỉ trong vài phút. Và đây, thưa quý vị, Hyperloop là một loạt các đường ống được dựng nên nhằm vận chuyển con người với tốc độ cực nhanh với các quãng đường dài. Dạ, và rõ ràng, đây là một hình thức vận chuyển mới đáng chú ý có thể đưa con người từ thành phố này sang thành phố khác chỉ trong nháy mắt. Nghe cứ như là khoa học viễn tưởng phải không ạ? Thế nhưng liệu Hyperloop sẽ là tương lai của ngành vận tải hay không? Câu trả lời sẽ đến với quý vị trong phần cuối của chương trình Nhịp sống đương đại ngày hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cho phép Đào Duy và Thu Hà xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi.
Và quý vị thân mến, đừng quên khung giờ phát sóng mỗi ngày của chương trình Nhịp sóng đương đại vào lúc 11 giờ và 20 giờ trên kênh BTV1, phát lại vào lúc 12 giờ 30 và 21 giờ 30 trên kênh BTV2, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Nhịp sóng đương đại cũng đồng thời có mặt trên sóng phát thanh FM Bình Dương 92.5 MHz vào lúc 5 giờ 30, 13 giờ 30 và 21 giờ mỗi ngày. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình Nhịp sóng đương đại trên kênh YouTube Truyền hình Bình Dương quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình tiếp theo. Với Hyperloop, chỉ mất 29 phút từ New York đến Washington DC, 30 phút từ Los Angeles đến San Francisco. Thật là siêu thực khi được ngồi trong Hyperloop, và thậm chí còn khó tin hơn khi thực sự là giống như đi xuống một đường đua trong không khác gì một ý tưởng điên rồ 6 năm trước. Các công ty trên toàn thế giới đã và đang phát triển, thử nghiệm các công nghệ cần thiết để giúp hành khách vận chuyển với tốc độ hơn 1.000 km mỗi giờ. Nhưng đối với nhiều người, tốc độ chỉ là bước đầu tiên để khai phá toàn bộ các hiệu ứng chuyển đổi của một phương thức vận tải mới. Những gì chúng tôi luôn cố gắng làm với tư cách là một công ty đó là cho thấy rằng công nghệ này có thể hoạt động một cách an toàn, và cuối cùng thì đó là điều sẽ xảy ra trong vài năm tới mà không phải 20 năm tới. Josh Giegel là người đồng sáng lập và giám đốc điều hành công ty Virgin Hyperloop. Dự án của ông xuất thân từ một nhà đế xe đến một cơ sở thử nghiệm quy mô lớn ở ngoại ô Las Vegas. Chúng tôi bắt đầu xây dựng hệ thống Hyperloop đầu tiên vào năm 2016. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều công việc, khoảng 500 thử nghiệm trong 5 năm qua. Và những gì chúng tôi nhận ra là chúng tôi cần sử dụng công nghệ đó cho thấy rằng nó có thể được thương mại hóa, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, cải thiện hiệu suất. Nhưng điều quan trọng thực sự là làm cho nó trở nên dễ tiếp cận và an toàn. Để làm điều đó, Josh cùng với Sarah Lucian, người đứng đầu bộ phận trải nghiệm hành khách của Virgin, đã dũng cảm, tình nguyện thực hiện chuyến đi đầu tiên. Những gì cô ấy và tôi nhận ra là chúng tôi là hai người đầu tiên ngồi trong Hyperloop. Ngoài ra, chỉ có các nhà du hành vũ trụ mới được trải nghiệm môi trường này trong bộ trang phục du hành. Và ở đó thì chúng tôi chỉ mặc quần áo bình thường nhờ có hệ thống an toàn mà chúng tôi thiết kế. 3, 2, 1, phóng. Và sau đó, thì khi chúng ta bắt đầu đi, bạn sẽ cảm thấy một chút tăng tốc. Chúng tôi đã tăng tốc mạnh hơn một chút so với phiên bản thương mại, giống như đang đi một chiếc xe thể thao. Chúng tôi đã đạt khoảng 108 dặm một giờ trong lần thực hiện đó. Và đó là một chặng đường ngắn chỉ khoảng gần 500 mét hoặc xa hơn và đã dừng lại. Thực nghiệm chỉ kéo dài khoảng 20 giây và chỉ bao gồm 1/4 dặm với tốc độ hơn 100 dặm một giờ. Vẫn còn một chặng đường dài để tới được một hệ thống Hyperloop hoạt động thực sự. Nhưng đối với những người lạc quan, đó là một bước quan trọng cho tương lai để nhận được tài trợ. Câu hỏi số 1 mà chúng tôi nhận được từ các nhà đầu tư hoặc là từ những người đề xuất dự án hoặc là mọi người nói chung là Hyperloop có an toàn không? Và còn cách nào tốt hơn để thể hiện một thứ gì đó là an toàn, là thực sự đưa mọi người lên tàu? Nhưng việc thuyết phục các nhà đầu tư và chính phủ các nước đầu tư một số chi phí xây dựng cho một công nghệ chưa được chứng minh không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đầu tiên và quan trọng nhất là câu hỏi về sự an toàn. Nhưng ngoài những lo ngại về an toàn, việc xây dựng Hyperloop chắc chắn sẽ yêu cầu một khoản đầu tư đáng kể, ước tính khoảng 60 triệu USD trên mỗi km đường. Vì vậy, chẳng hạn một tuyến đường từ San Francisco đến Los Angeles có khả năng đi kèm với mức chi phí hơn 10 tỷ USD. Và trước khi chính phủ các nước lớn sẵn sàng chi trả những chi phí đó, các nhà đầu tư đang tài trợ cho việc phát triển Hyperloop phải chấp nhận đây như một sự kết hợp lâu dài giữa đầu tư công nghệ và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, công ty Virgin Hyperloop cũng đang chạy đua để xây dựng tuyến đường Hyperloop thương mại đầu tiên với các dự án khác nhau, đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau ở Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và Mỹ.